Thì cái việc mà hầu hết công nhân, kể cả những người không ở ngoài không bị gì hết, nhưng mà vào làm được một thời gian trong nhà máy là bắt đầu xuất hiện hiện tượng đau đầu và choáng. Khi nào họ về nhà thời gian thì họ nghỉ thời gian thì nó ổn, nhưng mà hãy họ vào nhà máy là họ bị, khiến cho các nhà khoa học phải bắt buộc phải đi tìm xem điều gì xảy ra. Và quá trình kiểm tra họ phát hiện rằng retroglycerin nó bay hơi được. Trong quá trình làm, những công nhân này đa phần đều phải hít cái hơi này và nó có tính giảm mạch máu mạnh, cho nên là nó làm giảm mạch máu não quá nhiều. Những người này khi họ đứng thao tác như thế này, thao tác công việc ở trạng thái ngồi hoặc đứng, mạch máu giảm quá, máu nó sẽ dồn xuống khỏi não, gây ra tình trạng thiếu máu tạm thời ở não và họ đau đầu. Nhưng mà khi nào họ không tiếp xúc, không còn thuốc nữa và hoặc là họ nằm nghỉ ngơi thì máu nó trở về đủ trên não thì họ lại hết hồi chứng đó. Thì từ cái nghiên cứu này, người ta lại nghĩ đến, liên tưởng đến một tình trạng khác, đó là thiếu máu cơ tim. Cho nên họ mới bằng thử nitroglycerin xem có trị được những cơn thiếu máu cơ tim hay không. Và từ đó cái loại thuốc trị thiếu máu cơ tim ra đời. Thuốc này có cái lịch sử khá là lâu đời và cho tới bây giờ người ta vẫn còn dùng. Thì nó có rất nhiều nhóm nitro như thế này, cho nên là nó có thể dễ phản ứng màu với lại phenylamine. Và vì đây là một cái chất hóa lỏng, chất khí hóa lỏng, cho nên người ta thấy là nếu dùng sắc khí khí thì nó khá là ok. Về tác dụng chủ yếu là nó trị đau thắt ngực. Ngoài ra thì nó cũng có thể dùng trị cao huyết áp, nhưng mà ít nhất người ta hay dùng nó khi nào có kèm nhồi máu cơ tim, tức là những cái người mà bị cao huyết áp có một số sẽ kèm theo nhồi máu cơ tim thì dùng cái này nó sẽ dễ chịu hơn ha. Nó có nhiều dạng dùng, các bạn có thể là dạng uống, dạng ngậm, dạng dán, dạng xịt vân vân, thì tùy dạng mà người ta dùng. Ví dụ như dùng dự phòng, dự phòng thì uống, dự phòng con đau thắt ngực, tức là những người đã có thiếu máu cơ tim rồi bây giờ phải chọn uống để mà một thời gian dài để dự phòng tái phát thì thường là uống mỗi ngày một lần hai lần gì đó nha. Còn dùng để trị dự phòng người ta cũng có thể dùng giảm dán, uống sức chậm qua da. Còn dùng mà khẩn cấp thì là gì, giảm giải giọt hoặc là viên ngậm dưới lưỡi. Mình thấy mình coi mấy cái phim mà mấy cái ông già mà bị một cái chấn động gì cái tự nhiên thấy mà ổng quơ cái hộp thuốc, ổng bỏ viên thuốc vô, đó là thực chất là nó biểu hiện cho một cái người đang bị đau thắt ngực và họ đang cố gắng họ đưa cái viên ngậm vào trong miệng họ, ngậm dưới lưỡi để cho nó giải quyết cái vấn đề đó ha. Thì nó chủ yếu là trị và phòng các cái cơn đau thắt ngực. Nó cũng làm giảm cái mạch máu ở phổi, cho nên là nó giảm bớt cái áp lực tràn lên phổi. Máu về phổi nhiều quá nó tràn lên, bây giờ giảm mạch máu để đổ máu về tim, bớt cái áp lực lên phổi, cho nên là dùng được trong trường hợp phù phổi cấp, làm giảm cái áp lực khẩn cấp vào phổi. Phù phổi cấp dễ gây chết người lắm nha các bạn. Phù phổi cấp là nó tràn ngay thở không được, các cái phế nang nó bị máu tràn á, thở không được, thế là tắc thở luôn ha. Mà mấy người bị bệnh tim á, bị suy tim á là hay phù phổi cấp lắm, tại vì tim nó không có dung nạp được cái lượng máu dư, máu nó về tim không có nhiều, thành ra là nó tim nó không dung nạp được máu, nó sẽ bị ứ lại trong cái mạch máu phổi, nó chèn lên phổi, chèn phù phổi cấp rất là nhiều. Thì nitroglycerin nó sẽ làm giảm mạch và nó giải quyết biết được vấn đề này. Nhưng mà thuốc này thì có cái là nó khá nhạy cảm, nó có thể gây dị ứng ha, hoặc là nó giãn mạch quá độ thì nó sẽ làm ra nhức đầu. Thường thường những cái người mà dùng nitroglycerin trong khoảng một tiếng đầu người ta yêu cầu là đừng có ngồi, nằm thôi, và cũng đừng có đứng dậy đột ngột. Nó tụt huyết áp và khi đứng đó và họ xỉu đó, tức là đang nằm có chuyện gì đó cái tự nhiên giật mình bật dậy cái là choáng váng, không thấy thật luôn, nó bị xỉu luôn, gì vậy tụt cái mặt nó